Dự báo thời tiết 22 tháng 2, gió mùa đông bắc tràn về, Hà Nội sắp mưa rét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai, ngày 22 tháng 2, ở các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Thời tiết Hà Nội, từ ngày mai có mưa, trời rét về đêm và sáng. Theo bản tin dự báo thời tiết, từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, ngày 21 tháng 2, ở phía bắc, có một bộ phận không khí lạnh, đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng đêm nay, 21 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ. Ngày mai, ngày 22 tháng 2, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai, ngày 22 tháng 2, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ C, vùng núi 14 đến 17 độ C. Từ đêm nay, 21 tháng 2, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Thời tiết Hà Nội, từ ngày mai, ngày 22 tháng 2, có mưa, trời rét về đêm và sáng. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 21 và ngày 22 tháng 2 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 40 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc 15 đến 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, 3, trời lạnh, trong có dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, phía Nam 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, 3, độ ẩm từ 55 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 40 đến 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền đông có nơi có nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 40 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ C. Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, 3, trời lạnh, độ ẩm từ 65 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Dự báo thời tiết biển, đêm 21 và ngày 22 tháng 2 năm 2019. Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Đông cấp 4, 5. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam cấp 3, 4. Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 3, 4. Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3. Bắc Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc 3-4, phía bắc gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3-4. Vùng giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4-5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4-5. Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.